Kính thưa toàn thể các đồng chí, theo nghị quyết của ban liên lạc hội ban liên lạc năm rời hội đồng ngũ ngày 1 tháng 9 năm 1982, Thừa Thiên Huế họp tại Xuân Hương ngày 25 tháng 6 năm 2022, được theo nguyện vọng đông đảo của anh em đồng ngũ, đồng chí đồng đội và tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm nhân dịp ngày nhập ngũ 11 tháng 9 năm 1982, 11 tháng 9 năm 2022. Đây là nhu cầu cần thiết của tất cả các anh em đồng chí đồng đội. Ban liên lạc năm rời hội đồng ngũ 11 tháng 9 năm 1982, huyện Yên Thế thành lập nhóm giao lưu và kết bạn đối phương trong huyện, được đông đảo mọi thành viên đồng tình hưởng ứng và đề nghị tổ chức họp mặt ban liên lạc năm rời. Tự dưng là chúng tôi đã kịp thời họp và phân công làm tốt công tác nhiệm vụ chuẩn bị. Và hôm nay tại nhà hàng Chính Đạt, thị trấn Cổ Dương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, hội đồng ngũ Nhân thế 11 tháng 9 năm 1982 chính thức ra mắt và thành lập hội nhân dịp gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ 11 tháng 9 năm 1982, hội 11 tháng 9 năm 2022. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Kính thưa các đồng chí, đây là dự buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Yên Thế đã về dự hội nghị. Xin đại diện ta trong một tràng pháo tay. Và những thành phần không thể thiếu được và ban không thể thiếu được đó là sự có mặt hơn 80 đồng chí hội viên hội đồng ngũ trên 16 chi hội. Đến nay là có chi hội nào không? Chi hội đã là 17. Rất tốt đẹp. Hội đồng ngũ tháng 9 năm 92 thì thế giới có mặt đông đủ. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Và chúng xin thông báo cho đồng chí, để đồng chí nói được thì theo hội đồng ngũ chúng ta là cái ban liên lạc thời để chúng tôi qua học là không biết là một đồng chí Thuận, hai đồng chí Hiển, ba đồng chí Khoa, bốn đồng chí Đăng, năm đồng chí Võ, sáu đồng chí Phúc thì báo chí là ban liên lạc thời đã họp đã kết được để và thống nhất ngày tổ chức. Thì hiện nay thì báo chí là còn Phạm Hồng Kỳ là đồng chí là học riêng và tất nhiên thì đồng chí là có mặt hạn chế và đồng chí là báo chí là chưa tham gia. Chúng ta đọc cái sách của các bạn chí nhưng mà chưa tham gia thì xin là để đồng chí để đồng chí nắm được. Hiện nay là có 11 triệu. Thế và chúng tôi xin thông qua chương trình và kỷ niệm như sau. Một là tóm tiếp đại biểu 7:30 đã làm xong văn lễ chào mừng đồng chí đang thực hiện ổn định tuyên bố tự do đồng chí đang thực hiện và báo cáo diễn văn kỷ niệm của đồng chí là và kỷ niệm 45 ngày nhập ngũ đồng chí là đồng chí đây là cho ban liên lạc đồng chí Trần Hải Đăng báo cáo với chính quyền về chế độ chính sách thi đua khen thưởng của chức chính phủ cho quân nhân hoàn thành nhiệm vụ đồng chí Trợ 80 đồng chí Trợ 45 đồng chí Trần Hải Đăng. Và phát biểu phản biện đồng chí Nguyễn Văn Thông, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, đồng chí Nguyễn Văn An, Nguyễn Giỏi và một số đồng chí khác. Và mời các đồng chí là lãnh đạo của chúng tôi thay mặt cho lãnh đạo phát biểu.